Chào mừng các bạn đến với ga Stadion Vidai City. Đây là cái ga mà để chúng ta đi ra sân bay bằng tàu điện đó các bạn ạ. Coi nè, tốc độ tàu chạy á, bà bóng phở để cái bịch mà nó rớt luôn nè, nó hư cái laptop của bà bóng phở rồi. Đi taxi tới drop zone rồi, đây có hướng dẫn rất là rõ ràng các bạn ha. Tích kẹt đi lên trên. Mình phải đi bên trái ha. Các bạn thấy không, nó luôn luôn có cái phòng để người ta cầu nguyện. Bạn không phải chụp mô hình xong rồi đi các bạn ha, chúng ta đi thôi. Đây là đường tàu chạy nè các bạn. Hồi nãy các bạn thấy đó, bọn phải đi lúc lên đây là có một cái đoàn tàu nó chạy qua đó, mọi người đang chờ lên tàu hay là đứng các chỗ này lên tàu chứ nếu không mà đứng quan sát thì người ta phải có rào chắn an toàn. Tìm mua vé để đi ra sân bay. Người ta hướng dẫn là tiếp kết đi lên cầu thang nữa các bạn ạ. À, đây cầu thang này đi thôi. Đây nếu mà chúng ta cần thông tin gì thì chúng ta hỏi bên đó. Đi lên lầu để mua vé các bạn ạ. À, người ta có hướng dẫn rất là rõ ràng các bạn ha. Các bạn thấy nhà ga đẹp không? Đẹp hơn sân bay Tân Sơn Nhất luôn đúng không? Thiệt là đau lòng. Thank you.
đừng có nói mua vé tự động nha. Rồi, đúng luôn, mua vé tự động các bạn ạ. May là có cái anh đẹp trai đứng hướng dẫn chị. Cái vé là các bạn vào bán phở đi sân bay này đầu sang khổ. Ờ đúng rồi, bán phở đi cái này là từ BNI City cho tới sân bay, còn là giá vé đây 60 cho nó có chung mua 3 đến 7 vé. Ủa vậy bạn cũng phải mua một vé thì sao, giờ đắt hơn nữa đó. Rồi nếu mà đến các sân bay khác thì nó rẻ hơn nè đó, rồi hoặc từ sân bay khác nó rẻ hơn đó. Cái chỗ bà món phở đi là đắt nhất, bà món phở mua vé sẽ biết giá vé sao các bạn nha. Đây là giá vé cho group thôi, group 3 đến 7 vé, tối thiểu 3 vé mới gọi là group. Bạn ơi, bà bán phở rú thiệt luôn á, bà bán phở quên cái mã pin của cái thẻ visa của mình rồi, đâu có thanh toán được đâu. Bây giờ anh ấy đang hỗ trợ không biết bằng cách sao để bà bán phở coi có thể thanh toán bằng tiền mặt được không các bạn nha. Nếu mà có thẻ credit còn đỡ hơn, này bà bán phở lại không xài thẻ tín dụng nữa chứ. Lần này phải về phải mở cái thẻ tín dụng thôi, còn thẻ debit thì bắt buộc phải có mã pin. Yeah. Oh, finish. No, oh, thank you so much. So, your sign? Yeah. Đây rồi các bạn. Chỉ là ở ngoài đây thì không cần mã pin và bán phở vẫn thanh toán được. Hú hồn. Chứ người ta không có lấy tiền mặt các bạn ơi. Cho nên là bây giờ phải có vé và bà bán phở giá vé là 70.000. Bây giờ bà bán phở sẽ đi chuyến khoảng là 11 giờ mấy rồi nãy còn phải chọn đó, 11 giờ 20 hay sao á, thì chỉ còn thì bây giờ là 11 giờ 52 phút rồi các bạn, chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, đi thôi các bạn. Thì ra platform đó là cái trạm đó các bạn, đi xuống dưới tìm cái platform. Phải đi xuống nữa, còn ở đây chỉ là restroom rồi thôi các bạn. Họ có những cái để những cái tranh vẽ cũng rất là dễ thương các bạn ha. Như vậy là cái chỗ này là cái chỗ hồi nãy nè, chúng ta đi lên mua vé nè. Bây giờ đi ra tàu thôi các bạn. Bây giờ chúng ta đi ra. Bà bọn phở chưa biết đứng ở đâu nữa, cứ đi rồi tới các bạn ha. Có hướng dẫn rất là cụ thể rõ ràng mà ha. Vậy là đứng chờ tàu ở đây các bạn ạ.
bây giờ phải lên thang máy nữa các bạn. Đây, cái thang máy này nè. Đó, để chúng ta lên tàu. Đây, cái em nhân viên kiểm soát này rất là dễ thương, rất là nhiệt tình. Chúng ta đi thôi các bạn. Chờ thôi các bạn. Không biết có phải chiếc này không các bạn ha. À, chuyến đi của bà bán phở là 11:21, có lẽ là chiếc này đó các bạn. Đây nè. 11:21 phút. À, tới nơi là khoảng 12:07.